Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. One Piece manga thì vẫn đang khá hấp dẫn khi chúng ta bắt đầu thấy đôi cánh của vua hải tặc là Zoro và Sanji phối hợp đối chiến với hai thảm họa mạnh nhất của Kaido là King và Queen. Manga thì đi trước một đoạn khá dài, anime One Piece thì diễn biến mới đến giai đoạn ban đầu của bữa tiệc trong lâu đài. Trong anime thì One Piece đến tập 987 và tiến sát gần đến tập 1000, cho thấy mức độ căng thẳng của trận chiến cũng đang tăng theo cấp số nhân. Hiện giờ các tập anime của One Piece gần đây bắt đầu có dấu hiệu bị chậm lại tốc độ khi chuyển thể từ manga. Với rất nhiều hành động và những đoạn hồi tưởng được bổ sung thêm trong anime, có vẻ như anime đang bị kéo dài ra về thời lượng khoảng một tập rưỡi bằng một chap so với manga. Trong tập trước là tập 986, chúng ta được giới thiệu một trận hỗn chiến hoành tráng của Ruffy, Zoro và Scratchman Apple. Apple là một trong những thuộc hạ của Kaido, hắn đang ở đây với vai trò là DJ chính của bữa tiệc, bây giờ nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt băng mũ rơm. Tuy nhiên thì hắn ta lại có một khả năng kỳ lạ khi chiến đấu với đối thủ bằng khả năng âm nhạc. Điều này dẫn đến việc Ruffy bị bất ngờ và liên tục bị trúng đòn. Ngay cả Zoro cũng không theo kịp tốc độ tấn công của Apo và cũng bị chém trúng người với một vết thương khá lớn. Zoro nói rằng anh ta không thể nhìn thấy được hướng tấn công của Apo bởi vì Apo không mang kiếm nên sẽ không đoán được quỹ đạo của đòn tấn công. Có nghĩa là nhát chém nguy hiểm này đột nhiên xuất hiện trên ngực của Zoro. Đòn tấn công cuối cùng sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của Apo đến từ tiếng trống trước lồng ngực. Âm thanh của chiếc trống này có khả năng tạo ra các cuộc tấn công nổ thẳng vào kẻ thù, như thể bị bắn bằng một khẩu súng thần công. Và đòn tấn công này của Apo đã sử dụng nó để nhắm vào Ruffy, khiến Ruffy bị ngất đi tạm thời và Zoro phải nhặt đưa Ruffy đi. Zoro ngay lập tức nhận ra tình huống cần thiết bây giờ là phải bảo vệ thuyền trưởng của mình chạy thoát khỏi vị trí bất lợi này. Nếu cả hai bị hạ gục đơn giản ở ngay đây thì sẽ không thể chiến đấu với Kaido được. Tuy nhiên là may mắn Ruffy cũng đã tỉnh lại và cả hai thống nhất đã lộ rồi thì khỏi phải cải trang nữa, hủy bỏ bộ đồ giả dạng và bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nhưng vẫn không thể tránh được đòn tấn công của Apo. Và những giây phút cuối cùng của tập 986, sự nóng nảy của Kid lại bùng phát. Anh ta không thể bỏ qua cho tên phản bội Apo khi hắn ta đang bận tra tấn Ruffy và Zoro bằng âm nhạc của mình. Kid đã đấm thẳng mặt Apo bằng một đòn Punk Gibson. Hôm qua đã ra mắt anime One Piece tập 987 và với tiêu đề Giấc mơ tan vỡ, cái bẫy đánh lừa Sanji, cho thấy anh ba bắt đầu đến viễn cảnh đen tối ở đảo quỷ. Mở đầu tập này vẫn là tiếp tục hình ảnh Apo bị Kid đấm trong tập trước. Việc Kid xuất hiện cũng khiến Queen bất ngờ. Hiện tại hai tên tù nhân ở nhà tù Udon là Kid và Ruffy đều đã có mặt ở đảo Oni, cho thấy những thông tin mà tên Baba Nuki thông báo trước kia cho Queen đều là giả mạo. Kid cho đến bây giờ mới nhận ra Apo là kẻ phản bội liên minh trước kia của Kid, khiến cho Kaido biết được địa điểm và bắt giam Kid. Vì vậy Kid rất cay tên Apo. Tuy nhiên, Apo không phải là một kẻ yếu, hắn dễ dàng tấn công Kid và thoát khỏi tình trạng bị đe dọa. Điều đặc biệt ở trong tập này đã xuất hiện một tên number số 8 tên là Hatcha. Đây là một tên khổng lồ với vũ khí là một cây chùy. Cả Ruffy, Kid và Zoro hiểu được mục tiêu chính là Kaido nên đã thống nhất tiến vào bên trong lâu đài, còn để lại tên number cho các thành viên băng của Kid xử lý. Có một giây phút đặc biệt và khá hài hước, đó là bốn người đều là siêu tư tinh đang tiến thẳng vào lâu đài bao gồm Ruffy, Zoro, Kid và Killer. Hình ảnh này không được thể hiện chi tiết trong manga. Killer trong tập này cũng được thể hiện một pha gánh team khi bày cho ba anh chàng ngáo cách để tránh đòn của Apo, đó là chỉ cần bịt tai lại để không nghe được âm thanh của Apo là xong. Trong thời gian đó, cánh quân phía đông của Kinemon vẫn đang tiến đến lối sau của lâu đài như kế hoạch. Kế hoạch tấn công vẫn diễn ra suôn sẻ với một vài thay đổi khi Kinemon chia đôi lực lượng để áp sát vào vị trí. Bên cánh quân phía nam của Denjiro vẫn tiến lên về phía nam của hòn đảo. Jinbe và Robin thì đã thành công trong việc đột nhập trà trộn vào quân địch để xâm nhập vào bữa tiệc trong đảo đầu lâu. Franky và Brook cũng vậy, thuận lợi tiến vào lâu đài trong khi đám bách thú vẫn đang mải mê ăn nhậu. Tuy nhiên, trong tính toán của Kinemon đã có một vài rắc rối, đó chính là bản thiết kế đã quá cũ nên không tính toán được trên đường đi lại đi qua phường Thanh Lâu, địa bàn của Black Maria, một thành viên trong nhóm Tobi Robo và 2.000 quân đi qua cây cầu là khá khó. Sanji thì đã có một màn tấu hài, khi nhìn thấy phường Thanh Lâu thì lao vào ngay để thỏa mãn thói hư tật xấu của mình, nhưng cuối cùng lại chuốc lấy thất vọng. Hóa ra vì Ruffy, Zoro, Kid gây náo loạn nên toàn bộ thuộc hạ của phường Thanh Lâu cũng đã rời khỏi đây và tiến tới chỗ sảnh sân khấu. Do vậy, Kinemon yên tâm cho quân của mình di chuyển. Nhóm Nami, Carrot, Usopp, Chopper và Shinobu quyết tâm tách nhóm để lập biệt đội riêng giải cứu Momonosuke. Cuối tập này là khoảnh khắc Apo thông báo cho tất cả thuộc hạ rằng Killer là kẻ ăn trái Smile hỏng do đói và đây là điều sỉ nhục anh ta, khiến Killer trở thành trò cười của đám bách thú. Tuy nhiên, điều này khiến Kid tức giận và quyết tâm giết chết tất cả những đứa nào dám cười nhạo Killer. Bộ phim kết thúc khi Husu bất ngờ trước thông tin Queen muốn giết chết một thành viên nhóm Tobi Robo và đáng mừng thay là hắn cũng có đối tượng trong nhóm Tobi Robo phải giết chết. Đánh giá chung tập này và tập 986. Sau khi tập 985 bị lặp quá nhiều hồi tưởng của Ruffy và Zoro về cảnh đói kém của cư dân Wano,
thì tập 986 cuối cùng có những diễn biến mới với âm nhạc và hình ảnh sống động. Điểm nổi bật lớn nhất trong tập 986 là những tương tác độc đáo của Apo. Apo là một trong những nhân vật nguy hiểm khi nhìn thấy nhiều thời lượng trên màn hình, những âm nhạc của anh ta mang lại thì khá hay và độc đáo. Thật tuyệt vời khi thấy Oda mang lại một nhân vật đầy đủ thú vị như vậy và để anh ta trở thành tâm điểm của một lần nữa. Nhìn thấy Apo tương tác với Queen, sau đó khiến cho Ruffy và Zoro buộc phải chạy trốn và cuối cùng là tiền đề để Kid tham gia, tất cả theo mình đánh giá là làm khá tốt. Đến tập này thì hãng phim cũng làm khá tốt khi thể hiện được rất nhiều cảnh trong manga, khiến cho chúng ta có thể hiểu thêm về diễn biến trong các chap truyện. Ví dụ như chi tiết khi tên number số 8 tên là Hacha xuất hiện thì các thành viên băng Kid đã cản lại để cho thuyền trưởng của mình cùng Zoro và Ruffy tiến thẳng vào trong lâu đài. Hay là đoạn vui nhộn giữa Ruffy, Zoro, Kid và Killer khi tiến vào sâu trong lâu đài. Những chi tiết này có trong manga nhưng không được thể hiện kỹ. Nhìn chung, tập 987 miêu tả khá sát về manga chap 981 và mình đánh giá khá cao tập này. Bạn đã xem tập 987 chưa? Nếu có suy nghĩ giống mình thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.